Bí quyết luộc rau xanh mướt. Rau luộc là món đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên á, để rau vừa giữ được màu xanh mướt này cũng như giữ nguyên dinh dưỡng á thì cũng không khó đâu nha. Chúng ta có thể tham khảo 5 bí quyết sau đây nha. Thứ nhất là thêm một chút muối và nước luộc rau sẽ giúp cho rau đậm đà hơn và có thể giữ được màu xanh bắt mắt. Thứ hai là thả rau vào khi nước thật sôi nha. Cách này sẽ giúp cho rau giữ màu xanh và giữ được dinh dưỡng nhiều nhất. Thứ ba là nên luộc rau với lửa lớn nha, bởi vì khi các bạn luộc với lửa nhỏ đó thì thời gian đun sôi của nước sẽ lâu hơn và chính vì điều đó, vitamin ở trong rau sẽ có cơ hội tan dần ở trong nước và mất đi dinh dưỡng. Thứ tư là sử dụng chanh và giấm. Khi các bạn luộc rau như là súp lơ hoặc là cà rốt á, các bạn cho thêm một chút giấm hoặc là một chút chanh nha, thì nó sẽ giữ được nguyên màu của rau củ. Ngoài ra nó còn giúp cho hương vị của những loại rau củ đó không bị mất đi nữa. Và cách cuối cùng đó chính là ngâm rau vào trong nước đá ngay sau khi luộc xong. Cách này sẽ giúp cho rau giòn hơn, xanh hơn và ngon hơn nha. Ngoài ra còn một số mẹo nhỏ nữa các bạn cần lưu ý nha. Thứ nhất là không đậy nắp nồi khi luộc rau. Thứ hai là để lượng nước vừa đủ để ngập rau nhé. Thứ ba, khi mà rau chín tới thì chúng ta nên vớt ra liền. Và ngoài ra các bạn có thể thêm một chút xíu dầu ăn nữa nếu như các bạn luộc rau xanh lá nhé. Nên hy vọng với một chút bí quyết như trên sẽ giúp cho các bạn có được một bữa ăn thật ngon cùng với gia đình của mình nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều gia đình để tất cả mọi người đều có một bữa ăn đầm ấm nhé. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.